ไม่ต้องผ่านไปเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อืมกูตีตะลำบอกป่าจานอ่ะงอนล้ำอุ้ยนอกก็วิบุยบุยงอนงอนงอนคือขี้ล้วนอืมงอนยังให้มาคุณเรียนแค่หงจานนิดหน่อยอ่ะเห็นสมิดตัวเต้นเต้นนะอืมว้ายให้มาเก็บกินแล้วนี่หรือเอ็มมันกินดีป่ะอันสองงอนเหรอฮะอุ้ยก่อนพายกี่โลเกิดสวยสกอตนี่ดูจะมาเอาเก็บกินไหนพามันไว้กูนี่ได้หมดได้เนาะchào các bạn nha, chào mọi người đã trở lại với người vùng cao nha. Hôm nay mình có dự định từ sáng, xong rồi tối thì mình lên kế hoạch cho em tổ ong này. Ong này không biết là ong gì, ong đỏ hay là ong khoái, không phải ong đỏ. Thì đây, mình sẽ zoom cho các bạn xem nha. Tối là mình có kế hoạch với em này rồi, thấy không ạ? Buổi tối là mình sẽ bắt nhé các bạn nhé. Mình có trước là mình không biết, nhưng mà nghe bố bảo là có tổ ong ở đây thì mình ra xem mới thấy thôi. Khá là to đấy các bạn ạ. Đây, ngoài trên này. Nhưng mà rất là cao luôn, nó phải vào hơn 20-30 mét đấy. Chào các bạn nha. Mình bây giờ đang trên đường đi bắt tổ ong các bạn ạ. Đây có con xí ở đây. Đi. Như đã nói từ chiều thì mình bây giờ chuẩn bị bắt cái tổ. Mình quay cho các bạn xem buổi chiều ấy. Đây. Chào các bạn nhé. Đây là lòng hách nhé các bạn. Không phải lòng hay lòng kê mà lòng cao nhỉ. Thành viên mới trong nhà vùng cao. Đây. Mình là thành viên thứ 3 của người vùng cao. Thì kìa. Đây. Em cầm đi. Để. Bây giờ mình sẽ thiết kế đuốc đã. Đuốc để thui cái tổ của nó trước, xong rồi cho lên sau. Đi đâu cả nhà nha. Hải Phú Ngọc đang làm gì kìa? Hải Phú Ngọc đang thao tác. Ai Phú Ngọc đang thao tác quần áo. Đây là chai dầu. Can. Can dầu. Dầu balada. Mà được phục cái này, cái mà này phục cá thể nó. Mới một cái này, ta làm cái này. Mà hiểu một cái thật này. Của nó là chợ Phương. Một là một quấy thân. Cái sáng bào quá là chúng chắc chơi vào cái bên mình gấm từ sáng nhỉ. Đây là dầu lầu trâu nhá, từ chiều nhỉ. Thuốc trừ cỏ, phương pháp sử dụng năm nhỉ. Hứ? Chơi cái phương pháp từ chiều mình thiết kế đây nhỉ. Đúng rồi, mày xuống nó cho đấy. Đương nhiên là tới rồi. Cứ hứa phải đeo cái rừng mà nó nóng. Cứ phun đi à? Có á. Bằng ép khẩu thôi. Thế thì hôm nào em lấy. Phải bà đang nói nhưng mà có bao giờ nữa là làm.
thử cho hiền ao xem. Thôi cứ đợi là thằng Khang nó hốt đấy. Đúng rồi. Quất luôn đi. Đấy, đợi xem. Quất luôn đi. Mang này rồi. Bật lửa mang ra chưa? Trong này cái bắt đầu còn sáng xuân này. À, đây là bật lửa nhá. Nhưng mà không có tem mát. Đây là long long kê nhé. Đây là ải pu long. Cứt lại pu long. Đây, quay quay được. Sao cứ bài em? À long từ phun tới anh nó cũng. Người vùng cao là thế. À, chuẩn bị đây, bật lửa đâu? Em cầm đít. Mày đi ra gẫm đít nhá. Cầm đít. Đít cơm đi. Chú dễ bắt chân hiểu à? Ui chim mít sẽ được văn ấy. Ê, nóng ơi. Đửa nhá cùng nhà ơi. Nó mau nơ. Chú cần xuống mới hầm ăn mày Nga tên nhân hầm ăn hát trong luôn. Mệt chú đỡ à? Ăn của rừng khó này đấy. Mẹ tí mà trèo lên nó cũng cháy hết con kia. Con ong thì cũng chết. Nhìn nó lo nữa. Cái phần nó chết mưa. Mày thấy không? Mày thấy rồi hả? Ôi! Mẹ ơi con lá rơi. À, bỏ ra. Ai nó... Băng không? Thành thật không? Mày xuống đây con ơi. Mày có nào à? Mày cuốn được con ơi. Kìa nha các bạn nhá, nhưng mà nó chưa cháy hết. Đây. Hết tủ nó chưa? Mày thì xuống đây là... Cái này cũng khó ăn phết ấy. Nó rất là cao các bạn ạ. Cái ong này là ong mắt đỏ. Ong mắt đỏ nhé các bạn nhá. Đốt thì rất là đau luôn. Tầm chục phát là phải đi viện đấy. Vậy hay là bây giờ anh em mình làm thêm cái mồi mới nhỉ? Không, nó chưa hết đâu kìa. Nó mới mẻ. Ừ, còn cái của nó đấy. Tôi xin nhau đi. Mà muốn thay hát sạc tốt cũng nào lời. Phật chữ gì? Cô ba xin đó hở, lửa mày phát đông tung tung mất. Không. Mình mang kéo rồi, mình giật kéo được mà. Ừ. Thay mình kéo hoặc kéo không tốt hơn mà mình hết tài hoặc còn mất. Nào nào, mình giật kéo thì xem nào. Ủa. Lửa vừa rồi. Tiên lửa nha các bạn nha. Mình vừa phóng tiên lửa nha. Cái này tí anh em đi liên hoan long nhỉ. Có tí có rượu nhâm nhi vào nó mới ngon chứ đúng không? Chụp cái video. Tí anh em mình ăn sống thử vài con non thì xem ăn ngon. Sợ chết sợ đau bụng lắm. Đây đeo chắc ý.
nó vừa rơi xuống các bạn ạ. Mình đang xuống dưới này xem. Ui dồi, trơn quá. Cạn ở đâu rồi? Để ý nhé. Cạn đi. Cứ đặt cạn đây này. Từ từ. Họ mày đi vào mà ngọn chỉnh ăn này. Ui dồi. Đấy, thấy chưa? Tham khảo ý đánh giá là mát nào đây. Mẹ cái này không có gì. Ở còn lên sọc phòng phàng thì gắn lên mi nè. Giống à? Giống à? Ừ. Mất hết rồi nè. Đây các bạn, giống rồi. Chúng ta thế. Để tiếp. Anh bay, em bay, ở bay. Ở bay hết. Cái kéo mình ở trên kia nhỉ? Ừ, đang đứng này. Cái liềm ấy. Kéo có cái gì gắp về chứ. Quay cái máy này đi. Được rồi, mày ơi, mày nữa đó. Ta nó mới tập 9 giờ đây. Ta nó 9 hẳn luôn. Đây đây, có đây một tí này. Ui, con này, tôi chết đây. Ấy, con này đây này. Em ơi, vui lên một tiếng cười. Ôi, nó rơi vãi hết ra đây mày ơi. Thằng bà nó tốc tỉ nè. Đi kiếp nó làm không nhằm ổn kiếp bà cậu. Không đi giày à? Em có đi nhưng mà nó thở tin lắm. Ôi không có cái gì ở nhỉ. Không có cái gì được vào ấy. Quay. Ui. Đấy, xem. Đây nha các bạn nhá. Để có con đấy nhá. Có nhộn của nó thôi. Ui. Như thế. Ở đây rất nhiều ấy luôn. Nè. Ở đây rất nhiều con của nó luôn. Con trưởng thành của nó. Ui. Đừng có thổi em ơi. Mà ở mai nhá. Đây, rất nhiều luôn. Nhiều kinh khủng. Tốc dữ thế. Đang cháy này. Cầm nè. Tưởng thế nào chứ nhỉ. Ra chỉ thế này thôi nhỉ. Lại có ăn. Con vo ve ở ngoài ấy, để ý mày nó chích cho phát cũng đủ ấy. Đấy. Em mời bút lên một tiếng là ui giời. Nó rơi vãi hết luôn. Nó ừ. Rơi vãi hết luôn anh em ạ. Nổ hết rồi. Chắc ui. Úi dồi, con của nó này. Mẹ, con này phải triệt đấy em ạ. Thằng ấy. Triệt luôn chứ mẹ mày để đây. Lại ăn cứt với nó rồi nhỉ. Con này nữa. Úi triệt luôn em. Triệt luôn. Mẹ. Con này nữa. Đi. Con nữa này. Mối hiểm họa rình rập đấy. Đùa. Tí nữa gọi đàn em của nó ra nữa thì cũng lo đòn với nó đấy. Tầm khoảng 3 cân dưới nhá. Chục cân. Cân này 3 cân dưới thôi, 2 cân là cùng. 3 cân dưới nhưng mà 2 cân lại cùng. Đây này con này, vừa mới chui ra này. Tăng bốc phép nó này. Con... con mẹ của nó có mang đi ngâm rượu không nhỉ? No. Mang đi ngâm rượu chắc thôi, ngon đấy. Để anh Ngọc Yên lấy mấy lần. Lấy phía dưới ba. Đâu? Đi ra đó. Con này à? Kim nó đi. Ừ. Nguy hiểm phết đấy. Lỡ tay chọc vào cũng chết với nó đấy. Đấy còn một con này.
dễ đành đạch đây. Này, nó sao nó rơi vãi nhiều thế nhỉ? Thảo nào cái ở dưới kia là mật tốc. Cái tầng ở dưới kia là nó rơi hết đúng không? Ừ, không, không còn một cái nào. Ừ. À, nó rụng xuống đây hết. Nó tốc bỏ thế con na chập tới là. Không phải đâu. Là không chịu xuống à? Là sợ. Vào gần đấy là có một con ong đang gửi theo mình, thế không biết cái gì cắm đầu cắm đuôi chạy. Thế mà tài chỉ quấn sẽ hơn một tí nhưng mà không sao, mẹ đỡ hơn là đốt mình chứ nhiều phết nhỉ. Mẹ anh lại cay con kiến cho nó đốt muỗi đốt vào mắt của anh, mẹ chắc sưng về nhà chắc phải xem anh ấy. À, mẹ chú không thấy đâu, anh đang đeo đèn pin thấy sao đây? Cài được con này cài thật thật thì cái chiếc bác tỏ làm được tới đây anh ơi nhổ một hôi thế. Ui, mày còn nhiều con chết trong này lắm mày. À, ừ, cao là thế cái tôi ít dài hiểu nữa đó. Ui, tôi cũng chẳng nói hay là lấy cả cái ổ này về luôn này. Ừ, áo cao ổ mới nè. Cầm em cầm lấy cái kia đi. Đây, bỏ đây cho anh. Thôi bây giờ mình sẽ mang về nhà xong chén thôi nhỉ. Ui, con gì? Ui. Thấy trơn. Từ. Đây, còn một con này. Thế thôi chỉ. Nắng là vào. Về thôi. À, mình đang trên đường đi về các bạn ạ. Lấy tổ ong xong. Về chờ mình khám phá xem ăn nó như thế nào nha. Ủa lại cháy này. Lại cháy đi này. Đây xịt chỗ. Ôi dập lửa, cứu ạ. Đây nha các bạn nhá. Nó đang cháy, mình phải bỏ ra ngoài này để cho nó ấy. Lấy cái gì cho anh Tập Long ơi. Lấy cái kéo ấy, cái liềm ấy. Ngọc tốt xí đó nè. Hả? Rồi à? Rồi à? Ui! Mẹ tưởng con ấy còn nói chứ. Con mẹ của nó chứ. Nó mạng nào? Nó mạng nào? Không mạng anh Ngọc ơi. Không mạng đâu. Bỏ ra đi Long ơi. Bỏ ra đi. Bút mạng như tay à. Đây xem nào, anh em mình ăn sống vài con rồi. Làm tay. Ơi, mới đi đây lại, bên đây. Ừ, của tít lắm mọc vào chan ạ. Ngon lắm. Ui, nó có vị bùi bùi ngọt ngọt. Ngọt cực kỳ luôn. Ăn sống. Ngon. Nhanh thế mà. Cái hùng trà nó ngọt à. Hiện cho mít cho tinh viên nè. Ôi, thay một kép kì nó đi. Ừ, em ăn chín đi ba. Ăn sống ngon hả? Ừ, ui. Con pha cái kì đô. Cửa suối sẽ có đi đô. Đúng, em bắt kép kì lái pha mà được quấy con đi. Vào ra đây. Được rồi. Vào ra đây. Bỏ ra bắt đó. Măng bà, măng phải. Đúng đấy. Đây, tôi ngủ nó hẳn. Đây. Thì ta ra mà chị. Chị đã. Bỏ ra đi em ơi. Mỡ thuốc ở hồ nó. Bây giờ là mình sẽ bỏ ra tí nữa. Xào hay là cái gì đấy mẹ? Cái xào. Chín nấu. Hả? Luộc á? Luộc hay là giã ra vắt lấy nước của nó nhỉ? Vừa à, chị đi xứng nát đấy á. Đi xứng nè. Đi xứng
ที่เราหน้าเราไม่สองงอต้มหันนะอู้จ่ายเอาเสือหูเอาอีเอาละรึเปล่าครับบ้านวันนั้นเนี่ยวันนี้บิคอนเคียนดอดวะเด่นก็ไม่บิคอนังดอดนะบิคอนเคียนดอดซิงดอกเดี๋ยว mình đang chế biến nha. Bỏ cái con ấy của nó ra nha. Con nhộng của nó ra nha. Bên trong nhà này, bố mẹ cũng đang bóc đột ra nè. Rồi con nhộng của nó ra. Cho biết các bạn nhé, đây này. Để nó nó như này. Con nhộng của nó rất là to các bạn ạ. Đây, khủng luôn, hàng khủng. Khủng đấy hả, khủng cứ kéo ra tiền nó. Cái này xào có được không nhỉ? Chưa ăn cái này bao giờ. Mà ông út chín à? Ui giời ơi, vừa nãy con đi à? Mẹ thằng Long cũng yếu mà mình cũng yếu, hai thằng cứ vượt vào vượt vừa. Không nhấc nổi cái cây kia. Nó không xuống đâu. Cái đấy luộc cả ấy à, bố? Đây, mình sẽ luộc cả cái không phải luộc đâu, hấp. Đây cái này lòng lòng đi. Phải đi rửa đấy bố ơi. Con đổ dầu vào ấy đấy. Con đổ dầu vào đốt đấy. Không nó mùi dầu, không ăn được đâu. Vỏ ngoài này phải rửa đi đấy. Vào đây đi mẹ. Sao để ý hình đấy. Ổn à. Ui giời, thế này là ngon rồi. Thế nào nữa. Miễn là ăn qua cho qua tháng, qua năm đi mà. Ở chỗ này có con mẹ của nó ở đây không? Con này nó là tổ lằn này nọ, tổ lằn của nít tổ ôi tổ ôi con chắc cái rú hang cái rú cái đi nọ. Đàn đu chả hay bốc bay hàng đầy đấy. Con mẹ nữa. Chán thử đấy. Một khẩu con qua. Mua xuyên in đi. Biết nhạc. Tao biết. Ui bồ. Ui tổ mẹ nào vậy. Anh ấy mà xăm sẽ in. Để con ngâm rượu. Ừ, mất tái rồi thôi. Con cái của nó để ngâm rượu nhá. Anh em nhá. Uống rượu này cực phê luôn. Như ăn ngâm một... nhân sâm ấy. Ăn một phát là mê một ngày. Ăn hai phát là mê suốt đời. Ừ. Thằng này nói hay đấy. Tiếp tục vượt quay hình tiếp theo. Xong phần thưởng thức thì mình sẽ cho các bạn xem long up and up. Mình chế biến như thế nào nhá. Đây. Cái này rất là bự lắm rồi. Bạn rất nhiều rồi. Bố để sang. Nhưng mà ở giữa này nó lại giống các bạn ạ. Có vẻ hôm nay là cũng được khá khá. Nhưng mà bình thường thì người ta lấy còn nhiều hơn, dày đặc hơn chỗ này nhiều. Nó còn to nữa cơ. Cái này cũng bình thường thôi. Ừ, con gì bao ở đầu mình. Ta vốc cần ôi là có mọi ảnh không hớp của nó không cho cái gì hớp. Thế thì mấy cái con này là tính như thế nào? Luộc à? Luộc con này rửa sao rồi luộc được con. Đi giờ vào lông nè. Hả? Miếng đi. Đáng to thế đấy, ăn chú bổn ớt trên thời ba. Đây nha các bạn nha. Có món đĩa ăn nhộng đều. Ăn rất là ngon này. Nhưng mà có mùi dầu một tí. Áo út ớt không nè. Cái này có một tí trà. Cái này là cành rau. Với lại mang ra các bạn nha. Mời cả nhà ăn tên thân nha. Tên mời nhá. Ấm là nè. Ủa đi. Làm trong rượu nhỉ. Làm đi. Làm nó dưới mấy cổ đấy nè. Có mấy dưới mấy chục. À. Ngon. Má ô mấy là chân gà của đã chân đâu có chân con đâu còn qua không bà thôi cái kiến ra gà nó chào nó được kiến chấm nhất chất bổ dưỡng nhất mà nó luôn có chủ gì ta cái kiến này cái đấy nó khỏi cái này nó ôm quên đấy nhau mình quên à. Ở ta mẹ vào đi lu mà vay hở mẹ lu kiến cái kiến cái đó. Uống đi, uống đi. Ngon lắm các bạn. Bốc bàn tay ăn ngon.
ăn lúc ngon. Rồi. Thế là chạy khắp cái này. Thật. Nãy mà. Giờ đang cắn lắm. Món chân gà, món khoai khẩu của mình nha. Chú ăn ôm như vậy hả? Đúng rồi, đúng rồi. 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 Đúng rồi, đúng. Muốn tìm hiểu thêm về người vùng cao thì hãy đăng ký kênh của mình để xem những video mới nhất nhé. Và đồng thời nhấn vào hình chuông để nhận được thông báo mỗi khi mình lên video nha các bạn nhé. Chào mọi người nhé. Bắt chào mọi người đi. Chào. Chào chào nhé.